Theo lẽ tự nhiên, đến giai đoạn lão hóa, các khớp xương sẽ trở nên khô, sụn giòn và dễ gãy, là nguyên nhân chính dẫn đến một loạt các bệnh phổ biến ở người lớn tuổi liên quan đến thoái hóa như thoái hóa khớp gối, thoái hóa cột sống. Chính những vấn đề này là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau thắt lưng, mỏi cổ, nhức khớp gối mà chúng ta vẫn thường thấy ở cô dì chú bác cha mẹ ông bà trong nhà. Thoái hóa cột sống thường xảy ra ở những vị trí phải chịu lực nhiều như cổ, gáy, thắt lưng với những cơn đau âm ỉ, dai dẳng và nhói buốt ra các vùng xung quanh. Thoái hóa cột sống cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, đau thần kinh tọa. Thoái hóa cột sống khiến người bệnh khó chịu, mệt mỏi, khả năng làm việc kém đi và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài vấn đề lão hóa, một số nguyên nhân trực tiếp gây ra thoái hóa cột sống như sau. Tính chất đặc thù công việc, ngồi lâu trên máy vi tính nhiều, ít vận động hoặc khuân vác các vật nặng sai tư thế, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, lười vận động, ngồi làm việc sai tư thế, thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu hụt canxi, glucosamin, thành phần kích thích sản xuất sụn khớp, hoặc proteoglycan, thành phần quan trọng giúp cấu tạo sụn khớp, giữ nước để bôi trơn và nuôi dưỡng collagen trong khớp. Thoái hóa cột sống nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như teo cơ, tê bì chân tay, thậm chí tàn phế. Vì vậy, ngoài bổ sung dinh dưỡng cải thiện xương khớp và luyện tập thể dục thường xuyên, sự can thiệp và hỗ trợ của kem Hondroprim, một loại kem chuyên biệt dành cho bệnh nhân thoái hóa cột sống sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm Hondroprim. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Hondroprim có tốt thật không, Hondroprim bán ở đâu. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Kem Hondrocream có tốt không? Kem Hondroprim với công thức đột phá trong việc hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp giúp bạn quên đi cảm giác đau đớn và nhức mỏi nhờ những tác dụng sau. Giúp lưu thông máu, kìm hãm những cơn đau nhờ những hoạt chất kháng viêm, kích thích sự trao đổi chất bình thường trong các mô và cơ bắp, giúp phục hồi các khớp xương sụn. Hondroprim bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Hondroprim, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Hondroprim để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua Hondroprim trực tiếp từ nhà sản xuất. Bước 1. Anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2. Bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3. Sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của Hondroprim sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4. Sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Hondroprim chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Hondroprim để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.